Mê tê. À, lấy ra như thế kia, không biết lấy cho trẻ con hay là lấy cho người lớn, nhưng mà mình chỉ ăn được 1/3 cái chỗ đấy thôi là mình đã thấy no rồi. Fatty. À, cho Fatty à, mà Fatty ăn khỏe thế. Đấy, tha hồ cái phân mục này, nhưng mà vẫn không đủ. Ra, pose pose ra mê tê. Đi đây tu Nukan à, nhá. À, nói chung là đợt này chúng ta vun gốc mía ấy. Thứ nhất là để cho cây mía nó cứng cáp hơn. Cái thứ hai nữa là mùa khô nó cũng sắp đến đấy mọi người. Nên cho nên là phải vun vào để cho cái đất ở gốc mía nó dày hơn. Nó không bị khô, đất nó không bị khô ở dưới gốc. Sa strumbu sentigomu. À, sentibeng. Sentibeng. Bengomu. Cái gì? Cái gì? Bây giờ chạy đến để nhìn ô tô chứ không thể đón bác sĩ à? Hả? À, Quỳnh cái gì đấy? Hả? À? Nào complimenta Quỳnh. Bó ta đi. Xin chào. Hả? À, Quỳnh chạy làm gì? Chạy ra để đón ô tô mọi người à? Bây giờ thế thì chán thôi rồi ấy. Quỳnh ta bò à? Esake. À, hôm nay mấy đứa trẻ con lại đang có bên đất mới nha các bạn. Đây là mọi người này. Thì Quỳnh con không biết là cái trò gì chơi đây. Ốm nhất thì sao mà mặc áo ấm thế? Bác sĩ thì đang nóng. Nhà. Xuống đây làm gì? Xuống tưởng đón bác sĩ. Nãy thì qua kia thì thấy cánh bác sĩ Sunny cái thứ mà không biết nó đang chạy ngoài kia làm gì không biết. Ta phát ra kia đi. Đi ra ngoài kia xem là tình hình gì. Là mấy đứa nó làm gì ngoài đấy nào. À thì đi lấy bánh quy. Đây. Úi giời. Chỉ để ý cái ấy thôi mà. Cẩn thận. Cái gì đây? Ôi, mi bạc ngô à? Ui giời ơi. Ê, thầm mi lưu para ghê. Para asa. Para asa, asa agora. Ra cà bô. Mi lưu ra cà bô. Anh tao vang bụt tira tu đu para asa. Dạ, để xa ghi vang bụt tira mai mi lưu đi. Em mi lưu đô xe. Nhi xin, tira mai para asa đi. Yeah. Eu chego, vamos comer fungo. Comer fungo? Eu também comer. Barriga fica grande. Eu também comer. Já muito milho. Já muito. Ah, ok, então, vai já. Đấy, mấy đứa trẻ con Maxi bảo là ăn thế là đủ rồi. Ăn thế đủ rồi, phải ăn full nữa. Thấy chạy ngoài kia tưởng làm gì, hóa ra đi bẻ ngô, mẹ sai đi bẻ ngô không biết. Này, Quỳnh này. Đi, vamos ra. Cái này là cái ngô ngọt của các bạn ấy trồng ở phía ngoài kia. Mình thấy các bạn ấy cũng nướng, cũng ăn suốt, ăn mấy lần rồi đấy mọi người. Thế mà bây giờ vẫn đang còn ngô để bẻ. Thế nên lên trên này thì mang luôn cá lên cho Maria chia đây. Vậy là đi hai vòng ấy. Ơi. Vậy là đi hai vòng rồi. Định không lên thì chưa lên thì không mang cá thôi. Lên thì mang luôn cá cho Maria chia ra cho Tông với Tám một phần nữa. Đây. Đấy. Đây mình mua cá rô khô mọi người, cá khô cho các bạn ấy để các bạn ấy giữ thế này các bạn ấy ăn được lâu. Mua cả một bịch ở đây. Thì bịch chỗ này là rơi vào là 40.000 quan giáp. Thế xong rồi là bây giờ là mang xuống này để cho Maria lấy một phần ra bên nhà Maria. Còn lại một phần thì mang sang cho Tông 18 nha mọi người nhá. Ui, đậu xanh phơi ra đầy sân đây rồi này. Bỏ ta đi. Aquí hay nada acaba. Falta pouco. Acaba hoje. Hoje. Sim. Tem que acabar de manhã já. Agora, até agora ainda não acaba. Maria, essa peça DVD para Tông 8 também, né? Mete do Tông 8 aqui, no é sasaku, já. Mete para ele entrar em sasaku. Não, dá. Bolasa vai comer depois de... Vai comer depois de... Com o do fui já. Cái này để ăn sau khi mà ăn full xong này. Mete aqui, já.
Ta về. Mete para tông 8 ali. Yeah. Để cho Maria bốc vào cho tông 18 nha mọi người nha. Hôm nay các vị ăn cái gì đây? Phun à? Phun. Với lại cái gì đây? Es que Maria. Macundi. Macundi. Sí. Siempre Macundi Việt Nam. Siempre. Các vị bây giờ là có đỗ xanh Việt Nam các vị ăn suốt. Ai cái gì? Ai cái folia de cacao. Cacao nè. Sí. La gì nhỉ? Là khoai ấy, khoai môn. Quý nhá. Ai mượn quét? Hả? Ai mượn quét mà quét? Messe. Saka. Saka, Saka, né? Saka. Saka. Tá bom, então 8 Saka. Então 8 Saka, já. Então 8 thế là đủ rồi. Mais tudo bem. Ô, mete mais. Tá bom, já. Amaha. Để tí nữa mang sang cho tông 18 nữa. Còn để bên này Maria đông người thì bên tông 18 bằng này thôi. Tông 18 thì bữa rồi cũng có tiền để mua hết rồi mà. Nói là phạt các bạn đi, thế nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải mua đồ xuống cho các bạn này. Các bạn ấy tăng đồ dinh dưỡng. Mình thì cũng bận khá là nhiều cho nên là cũng không mang những đồ tươi sống xuống cho các bạn được nhiều nữa. Phải mang đồ khô cho các bạn ấy ăn. Đấy. Rồi nướng ngô đi, ăn xa đi. Để xem nào, đây này, mọi người trông cái ngô ngọt này, trông ngon chưa? Đấy, ngô ngọt này, trông tuyệt vời nhỉ? Thế mình nướng của mình ăn đi chứ nhỉ? Nướng của mình đây, ba ăn xa đi, đi ngay ăn xa hả? Đấy, nướng cái tí nữa mình chơi chứ. Ông nào nướng ông đang ăn nhá. Nào tiết ra xả mà ra phát tí. Phát tì này bóc ra để làm gì? Có cái còn nguyên cả vỏ đã nướng vào đây này. Đây, các bạn đang nướng cá luôn đấy này. Đấy, có cá nướng cá ăn cá luôn đấy mọi người nha. Nhưng mà mình phải nướng của ngô, mình ăn ngô trước. Cá nướng lên thơm phết nhỉ? Thơm ấy. Nhưng mà tí nữa mà ngô tôi mà hơi mùi cá rồi, nó không được đâu nha. Vừa được ăn ngô, vừa được ăn cá. Tí nữa này hơi ngô, hơi mùi cá nữa. Đây, xem đây là các bạn ấy vẫn đang còn tiếp tục làm đây à? Chưa thấy tiến triển thêm thế nào à? Aquí no consigui pronto à, Antonio? Aquí. Está fazendo o quê? Fazer garfo. Garfo para quê? Para comer. Ali falta garfo. Já? Ali falta garfo. Falta muito. Os moços aqui não sei se também estão comendo ou também estão fazendo como. Sempre trazer aqui desaparecer, trazer aqui perder. Desconto. Já falei. Até já estamos cansados de descontar, já descontamos bué, mas mesmo assim, sempre. trừ tiền suốt rồi mà các vị cứ đấy là Antonio vừa nói đấy thì dĩa mang sang này cứ mang sang là mất trừ tiền suốt rồi mà chán trừ rồi. Ok, xin chào mọi người nha. Tôi kia fazer os garfos. Thế là các bạn ấy tưởng hôm nay làm xong cà chua mà vẫn chưa làm xong chỗ làm cà chua đây mọi người này. Buộc cái mẻ nó hơi lâu. Essa vai continuar amanhã. Até pequeno. Se nós acabar ali rápido, vamos ver que também nós estamos. Tá bom. Mas melhor assim. Đấy là hôm qua là bảo hẹn các bạn đi, hôm nay mình sẽ xuống để bảo cho các bạn đi làm sao để vun gốc mía với lại là dọn cái chỗ mía đi, những cái cây nhỏ để nhổ đi. Thì hôm nay mình muốn xuống trực tiếp hướng dẫn cho các bạn đi. Hẹn hôm nay các bạn đi làm xong cái này đi rồi qua đấy. Thế nhưng mà chưa xong thì khả năng thì chúng ta vẫn phải qua đấy chúng ta vun mía trước. Thế còn cái này các bạn nên làm sau, bởi vì là mình không phải có lúc nào cũng có thời gian xuống sớm để mà hướng dẫn cho các bạn ấy. Bây giờ là vào trong ngô mình không ăn mất đấy. Em sợ nó cháy thôi chứ. Maxi lại còn làm tiếp à? Maxi lại làm thìa làm dĩa à?
Hôm trước thấy Maria mua một đống cá rồi cơ mà. À, Maria, anh casa acaba pesi. Sì, già terminò oggi. Terminò oggi. Là Maria mà đúng vừa lúc hôm nay hết cá. Đây hôm vừa rồi thấy bà mua một chậu cá to mà hết cá nhanh thế. Ni ganha essa mais. Sai, abi. Sana vem tirar com ele daqui. Mình phải nướng ngô của mình ăn. Vai cantar, vai, pra comer já foi. Các bạn ấy bây giờ các bạn ăn full một tí các bạn sẽ ăn ngô sau mọi người ạ. Đấy, cá rô nướng, cá rô khô xong là nướng mọi người ạ. Bây giờ là lúc mà Maria là chia đồ ăn, mọi người quan sát thấy cái nồi phun của các bạn ấy rất là to. Nồi cực kỳ to. Đấy, như thế kia mà cái chỗ phun của Maria lấy ra như thế kia không biết lấy cho trẻ con hay là lấy cho người lớn, nhưng mà mình chỉ ăn được 1/3 cái chỗ đấy thôi là mình đã thấy no rồi. Fatty. À, cho Fatty à, mà Fatty ăn khỏe thế. Fatty một mình Fatty mà ăn hết cái chỗ đấy, một mình là chỉ có 1/3 chỗ đấy thôi. À, mình vừa hỏi Maria là hôm nay mấy đứa trẻ con có đi học không thì các bạn bảo nay mấy đứa trẻ con đi học. Mấy bữa vừa rồi các bạn ấy mấy đứa trẻ con không đi học được là bởi vì là cái ông lái xe cũ ấy, là ông ấy chả biết có vấn đề gì, ông đưa đón không được đều. Thế xong là lại đổi lái xe. Thế trêu bảo là hôm nay là có lái xe mới và xe mới luôn à, thì bảo không phải. À, lái xe mới nhưng mà xe thì cũ. Essa fuba ra sai de nossa lavra. De nossa já acabou. Essa comprou. Tudo manzoca acabou. Todo bom bolso. Manjou que ainda tem. Essa... Vamos meter na água domingo, né? Sim. Vai colher aonde? Aqui? Não, lá. Lá em cima. Lá em cima. Đây là sắn ở bên này của các bạn ấy, coi như là các bạn ấy thu hoạch cũng gần hết rồi mọi người. Còn cái chỗ sắn ở bên đồi ông Philip ấy thì sắp tới thì các bạn ấy sẽ thu hoạch ở bên đó nha mọi người nhá. Tại vì là bây giờ bột sắn các thứ là các bạn ấy ăn cũng hết rồi. Còn ngô ở nhà thì còn nhưng mà vẫn chưa tách ra. Với lại là các bạn ấy không ăn mãi bột ngô được. Phải thay đổi bột sắn với bột ngô mọi người. Mỗi ông ăn kinh thật. Rất là nhiều. Mút tù. Khỏe thật. Ăn khỏe. Đấy, một cái nồi to đùng mà. Đây, mọi người quan sát xem là đỗ xanh của các bạn ở đây. Quỳnh đang ra ngắm xem đỗ xanh của các bạn ở đây. Đấy, phơi ra bạt rồi, bây giờ nó cũng đang vỡ ra rồi này mọi người nhé. Tuy nhiên là cái bạt thì các bạn ấy phơi bây giờ là nó cũng không... không được cẩn thận lắm vì vẫn thấy là có đất với lại đá rơi vào trong này. Sau này các bạn sẽ phải vất vả hơn là cái việc mà dọn dẹp. Cũng tương đối nhỉ, cũng hạt vào đây trông hạt cũng không bị nhỏ lắm đâu nhỉ. Vâng, cũng được ạ. Bác sĩ nào ta có mẹ? Đấy, mấy đứa trẻ con ấy, bây giờ là ngồi vào đây ăn nhưng mà cái này là cái bạt để phơi bột sắn, phơi sắn, bông bô. Thế bây giờ ngồi lên tí nữa như Sunny là quần tí nữa dính trắng hết đây. Đó. Đồ ăn vẫn còn đang nóng nên là hội trẻ con ăn từ từ, vừa ăn vừa đợi nguội đấy. Quỳnh, vừa đói khóc sao không biết đấy. Đói mà hơi nóng. Por qué, Quỳnh Sora? Quỳnh Sora, por qué, Fatty? Por qué? Đây là đĩa phun của ông nào đây không biết. À, đỗ xanh này mọi người, đỗ xanh này. Đây là đỗ xanh này. À, lá rau khoai này. Hai con cá này. Phun này. Ông Antonio với ông Nelson làm mostra nào. Đấy, làm. Làm được mấy cái thìa để ăn rồi đấy. Là vậy là ngày nào các ông cũng bỏ thời gian đến các ông mặt đẽo. Mariano discount tu đi nhai ru. Oh! Mariano discount tu đi nhai ru Andy, que perde du capo.
Não, até agora ainda não perdeu nada. Não perdeu nada como que tá falta? Porque nós aqui só temos nove garfos. Tava muito garfo. Tava muito. Quando tu falou não descontar e até hoje mesmo. Giao nhiệm vụ là ông nào mà thiếu thìa thiếu dĩa chỉ có bị phạt thôi, mà vẫn cứ bị mất thìa mất dĩa trong ấy vẫn bị phạt, giỏi thật. Này, xuân này của Nelson à Maria, cái này của Nelson à. Nhận các bạn ăn cực kỳ khỏe luôn mọi người, một cái đĩa to thật. 50 graus de jundongo para semear de novo. Đĩa của Nelson bị đầy chán rồi. Ăn nhanh không thì chán mất. Đĩa của các bạn ấy có vẻ hơi đĩa tràn trề quá nhỉ. Cũng may hôm nay mình mang cá xuống nhỉ. Hôm nay vừa lúc mà hết cá. Đó. Hôm vừa rồi thấy Maria mua một chậu cá to thế mà ăn nhanh hết thật đấy. Không biết được nữa. Nói chung là nhanh hết là chuyện bình thường tại vì đông người mà. À, em sao tèo đấy? Maria cuối cùng cũng Elsa Palena gia đình anh của em ai Elsa Maria ya ta về Elsa Maria tu du Elsa Palena outro igual chorar você quer repetir vai chorar repetir mais já não aqui ngô sắp chín rồi nha mọi người, khả năng là cái ngô này chín rồi đây này. Em ngon ngọt thơm á, không biết là của đây là cái ngoài ô, cái ngoài này thì cháy rồi nhưng mà chắc là chỉ cần như thế này thôi là đủ chín rồi. Ngon ngọt thì chắc là cũng nhanh nhỉ. Yeah. Ngô này vừa hái xong xong rồi chúng ta cho vào nướng luôn đấy mọi người. Chín rồi đấy sếp. À, chín rồi đấy, nó nhanh thế nhỉ. Nướng nướng đã chín, nó lửa nó kiểu nó giữ nhiệt mà, giữ nhiệt nướng cũng nhanh. Ui đấy, cái ngô ngọt của các bạn ấy trồng đấy. Đấy, mọi người quan sát xem chất lượng á. Chất lượng nguyên nhân là chúng ta không bán là do là các bạn ấy trồng cũng không được nhiều đấy mọi người. Sâu đây này, cái lượng ngô ngọt các bạn ấy trồng đợt này là cũng không có nhiều, cho nên là các bạn để các bạn ăn dần chứ không có bán. Cỡ ngô như tầm như thế này mình bán thì khách người ta cũng vẫn thích đấy mọi người. Đúng rồi. Khách họ sẽ thích ngay đấy, nhìn bắp đầy hạt và cái bắp nó cũng to nữa. Nhìn cái lượng mà các bạn ấy trồng ở ngoài đấy mình đoán mà nó cũng rơi vào khoảng tầm trên dưới 100 cây ấy, tức là khoảng tầm trên dưới 100 bắp. Thế mà các bạn ấy cứ ăn dần thôi, cho nên là để ăn cho khỏe, khỏi phải bán, mất công chuyển. Đây cái này để cho Quỳnh đây nhá. Cái này có vẻ chưa chín mấy. Anh ăn đi, em ăn chung. Chưa chín mấy. Em thấy màu của nó đậm hơn là nó chín rồi đó. Lần đầu tiên ăn ngô ngọt nướng. Ngon, ngọt lắm. Nhưng mà cảm giác như ăn ngô nếp nướng thì vẫn hay hơn. Cái này ăn giống như luộc ấy. Ngon. Mấy vị này ăn thì im lặng nhé. Tôi ngồi với. Rồi, ok, xin mời mọi người ăn nhé. Ok, come on. À, ngon. Come, Coringa, para repetir mais. Não é nada. Eu tomo um bote com você. Tá como nas casas. Vou comer de firme. Esse aqui já é o jantar, é o melhor comer. Ei, como mais? Mas e lá que hora, velho? Lá que isso? Cái này để cho Quỳnh này. Đấy, nó cũng rất là chắc hạt luôn mọi người ạ. Ngô các bạn ấy trồng cái đợt 2 này thế nhưng mà
sáng là ngon. Khỏe lắm. Ăn các bạn ăn cái lượng gấp mấy lần của mình ấy. Một lần ăn của các bạn như phải gấp 3 gấp 4 lần của mình ăn ấy. Ok. Đây, của Quỳnh đây. Vậy em xả anh cái bát này. Xin mời mọi người nhé. Quầy nóng luôn á. Ngon nướng, bông ngọt nướng á. Các mày quay đi để ăn ta. Tình hình mọi người cũng hầu như các bạn cũng đều ăn đến đĩa thứ hai hết mọi người. Tony về xa đây. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, essa é do Tony, ah? Sim. É do Prezi. Daí essa é da Fati, né? É só repetir aí, molho. Repetem, tá? Não é fofo. Dá uma repetição. Tony, ông ấy đi. Đây, đây cái này cho Phát Ti nha. Này, Phát Ti đây này. Phát Ti ra pronto. Rồi, cho tiếp vào đây. Của Phát Ti vẫn chưa được, cứ để đấy đã. Sẽ diện nướng lại cho Phát Ti. Cho chín đi. Không, không an toàn hết. Cái này các bạn ấy đang để cho cất đi đấy anh ạ. Cất thì dám ăn ngay đấy. Cứ để nguội nguội một tí không ăn. Hạt quá là mẩy luôn ạ. Anh Quyết ơi, ngô quá là ngon luôn. Mà em ăn như này ngon hơn là của anh ạ. À, chín hơn à? Ăn nghệ thuật không ạ? Ăn sẽ ăn từng hạt. Ăn còn nghệ thuật nữa. Năm ngoái, thế là năm ngoái các bạn bảo các bạn cũng bán đậu xanh cho Trung Quốc. Nhưng mà năm nay thì không bán. Năm nay không bán. Năm nay để ăn thì không bán. Năm ngoái có bán đậu xanh các thứ cho Trung Quốc 2.000 một cân các thứ đấy. Là bán là Trung Quốc mua. Nhưng mà năm nay là đậu xanh để ăn hết. Với lại năm nay là đậu xanh các bạn ăn nhiều. Mariana vende mais. Não vende mais porque agora é que virou feijão de noite. Bây giờ để ăn chủ yếu là đồ ăn chính rồi, thay cho cái đỗ ăn cô la rồi, với lại trồng cái đỗ xanh này nó hiệu quả hơn mà. Gần như là xuống ngày nào thấy các bạn cũng lôi đỗ xanh ra để nấu á. Vậy là ăn hơi bị nhiều đỗ xanh rồi đấy. Không thèm bán nữa. Bởi vì năm nay thực ra đỗ năm nay các bạn trồng cũng không được mấy mà. Đỗ của Angola trồng không được mấy, chỉ có đỗ Việt Nam thôi. Chứ được. Đỗ xanh vẫn là dễ trồng đấy mọi người. Dễ trồng mà. Để kể, chơi cháu. Ông nào không đấy căng nữa. Mấy anh thanh niên này bảo Maxi là cô lê gà, tức là đồng lứa. Cuda đủ á, cuda đủ nhá, phát tình nhá, phát tì cái phía giá kì ấy. Em tao cái Maxi van nào aguenta come mi luasa. Wow. Acabó ya. Fati, ¿ya comé, Emilio? ¿No comé? ¿Comé? ¿Está aquí, Emilio, tu Fati? Fati, bụng ướt rồi, không thèm ăn nữa rồi. Ăn phun, nó nguyên ăn thêm cho phun nên nó no rồi. Fati là được chia phần đầu tiên ạ. Ăn hết phần đấy no rồi, xuống. Không thèm nghĩ đến ngô nữa. Đây ngô của Fati này. Fala como nhỉ Fati nhỉ? Fala como? Dạ, come đi. Fala senta, fala senta. Đấy là ngô Fati bảo bác sĩ bỏ vào bếp cho đấy. Kê? Acabo. Acabo.
Falacon cảm ơn. José Falacon Antonio Maria Falacon cảm ơn. Ui Quỳnh ơi, làm gì ấy? À, Quỳnh Bonita, làm gì ấy? Làm cái trò gì ấy? Quỳnh, ai buộc cho đấy? Canh vậy? Vira Dutra kìa. Vậy ngay kì. Ui giời. Bà xin chào nào. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây làm kiểu ảnh nào, Quỳnh ơi. Lại đây. Vâng, nào làm kiểu ảnh nào. Nào, đứng đây làm kiểu ảnh. Mọi người chồng. Ai làm cho đấy? Hả? Fatty, à, Sunny hả? Sunny Pai hả? Chồng. Các vị ăn xong, các vị no, các vị nằm kênh ở đây. Ông nào ông đấy ăn hết cỡ. Ăn hết cỡ này, tí nữa không biết có làm được không, biết nữa. No có bây giờ không lăn nổi. Masih dah pati. Dah pati. Cinta mangonya aku. Kun tolong buat rupa le dari sini. Mangku. Mangku tolong rupa le dari sini lah dah kun. Ini nak tahu anda ông. Hả? Mấy đứa trẻ con đi học về xong rồi qua đây, bây giờ là cũng ăn xong rồi bắt đầu mới đi về bên nhà bên kia nha mọi người nhá. Giờ ăn xong rồi thì các bạn ấy cũng sẽ xuống dưới kia để đi vun mía mọi người. Mình sẽ bảo cho các bạn ấy bẻ bớt những cái cây mía nhỏ đi. Bên này giờ vun thêm những cái cỏ mục vào đấy xong rồi chúng ta mới cho đất lên. Còn bây giờ là mấy đứa trẻ con chuẩn bị hành quân về đây này. Bánh quy vác về nhá. Đấy, đồ đạc ấy. À, bye bye nha, ăn mai nha nha. Ăn mai nha. Ăn mai nha nha. Ăn mai nha. Ok, đi đi. Tay bulasa ấy. Tay mai. Đang hẹn là bảo mai bác sĩ xuống này mang tiếp bánh quy xuống ấy. Maria Teresa Ecli đủ tông 8 mê tên ca rùi á. Tony rụng hết răng rồi, Tony mostra denti là chỗ Tony móm. Ông rụng hết răng rồi. Tony sáng đi học mà còn đuổi sao không biết. Ok mọi người, bây giờ chúng ta đi ra chỗ cái vườn mía này các bạn đi mọi người. Giờ hôm trước quay cho mọi người lâu lắm rồi để bảo các bạn đi vun cái vườn mía lại, thế nhưng mà chưa vun được. Mình cũng bảo các bạn đi kiểm tra phân dê, thế nhưng mà phân dê ở nhà ấy là của các bạn ấy, phân dê nó hết mất rồi, nó bị rã ra ấy, cho nên là không có phân dê để cho vào đây. Hôm nay chúng ta sẽ kiểu là cho những cái cỏ mục ở phía dưới này chúng ta sẽ đắp vào đây, xong rồi vun đất lên nha mọi người nha. Antonio ơi, Venaki Maria Venaki Tudu esa pukena tierra ya tierra esa pukena también tierra esa también tierra ya esa no precisa guarda. Tá vendo? Essa também. Ô, vou decotar, já. Então, bẻ những cái cây mía nhỏ này đi. Để đấy. Rồi. Essa também. Vou đi. Dê ra xin. Cái này bị ấy à. Já, tira tudo pequeno essa terra, já. E abre essa. Tu đu essa. Đấy, để cho các bạn ấy làm ở chỗ này đi. So on the Zabria Sinso. Yeah, Abertu so. Đấy, để sẽ Antonio Maria sẽ đi chủ động để bẻ những cái mía nhỏ đi nhé. Xong rồi là tuốt cái lá này đi. Xong rồi để cho mấy cái thanh niên kia sẽ đi về phía sau này. Các bạn ấy sẽ đi vun vào cái gốc này. Essa também politeira. Essa bem pequeno. Tira. Tu tem que catar na, usa catar na.
Tierra del Mar, Turu Pequena, Asi, Tierra. Y esa folia es abierta. Tierra, ¿ya? Esa purifica. Esa purifica. Esa folia es abierta. Tira todas las folias abiertas. Aquí, ¿no? Folia es abierta, así, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Está bien? Sí. Siempre esa. Esa. ¿Está bien? Esa. Essa também. E meter fora, já? Đấy, mọi người quan sát là cái bụi mía của nó này. Trông rất là đẹp chứ các bạn nhé. Cái này chúng ta chỉ có thiếu phân thôi, nếu như mà cho phân vào thì quá là tuyệt vời. Nelson này. Essa também tira, já? Essa também tira. Bẻ luôn những cây mía bé này đi. Chả phải dùng mía bé này làm gì. Chúng ta chỉ làm một đợt này thôi. Thế xong rồi chúng ta sẽ trồng đợt khác. Tất cả những cái đợt mía to này, chúng ta sẽ chăm sóc cái đợt mía to này thôi. Đây, mọi người quan sát ở đây là bên cạnh cái vườn ngô của các bạn ấy. Nó trổ cờ xong rồi, bây giờ nó đang hoa ngô, nó đang ra râu đây rồi. Đây, Quỳnh quay ra cho mọi người xem này. Đấy, ngô nó cũng đang râu, nó đang ra rồi đấy nhé. Trổ cờ rất là đẹp rồi. Rồi, thế xong bây giờ là tất cả cái chỗ cỏ mục chỗ này mọi người ạ. Chúng ta sẽ lấy cái cỏ mục chỗ này ra để cho vào gốc mía nhé. Tudu Esa Antonio. Tudu Esa. Vamos tapa. Nành bài su. Y depois tapa terra. Tira terra aquí tapa. Entendem, né? Esa, você já corta do tamanho da polimetela. Tại do chúng ta không bón phân. Dạ, ok. Do chúng ta không bón phân đấy mọi người, với lại không có phân chuồng cho nên chúng ta sẽ dùng cái phân loại này, phân mục này để cho vào đây. Bởi vì là mình thấy cái mía là khi mà ban đầu nó lên khá tốt, nhưng đến bây giờ là nó cũng hơi còi còi mọi người, hơi còi còi vì nó kiểu nó thiếu phân ấy. Đây này. Cái mía nó hơi bé, nó không mập như lúc đầu. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng các cái phân mục kia để cho các bạn ấy bón thôi. Đây, những cái mía bé này chúng ta sẽ bẻ hết này. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng một đợt này thôi, thế xong rồi đợt sau lấy cái mía này ra làm giống để chúng ta trồng cái đợt khác vào. Quando da tiro mete bem situ ya. Onde tiro meto bem situ de folha. Ở đây tính ra thì Nelson thì vẫn là biết việc, biết cách làm hơn những cái bạn khác, những mọi người nha. Những cái bạn kia bạn ấy còn trẻ, cũng không có kinh nghiệm lắm. Như mình thấy thì Nelson là nói cái là bạn cũng hiểu, bạn làm được ngay. Nói chung là công việc bạn làm thì khá là ok đấy. Nên mọi người quan sát những cái mía là mà nó đẹp thì nó đã rất là ok như này này. Đã cao này, cũng khá là to mọi người. Đấy, bây giờ là cho các bạn ấy đi tuốt lá một loạt đi, thế xong là bẻ những cái cây con đi. Còn những bạn lại không biết đây này. Tira pequeno, essa pequeno tira này, yeah. Sim, essa também tira. Aquele pequeno também tira, yeah. Bonita, bonita. Yeah. Outro, sim. Aquele também pequeno tira. Coi như chúng ta sẽ bẻ gần hết những cái cây nhỏ đi, chỉ giữ lại những cây lớn. Essa pode tira. Yeah. Tudo mesmo? É ali também. Onde que é folha já aberta? Essa. Onde que é ali já aberta? Tira. Mía tốt. Tá hồ vặt lá. Sim, pode levar até outro, levar já 2 filhas. Pode levar 2 filhas. Essa é meio tiro, né? Já, pode ter. Cuidado, gira. Vai arrancar tudo.
Mọi người quan sát cái bụi mía của các bạn đi, sợ trông đã mắt lắm. Antonio sẽ dọn cái phía bên ngoài này để lấy hết các cái phần mục này chúng ta cho vào gốc mía cho mọi người. Nelson này nào tira mui tù nhá, on đi ra beta số, você tira essa é mui tù nhá. Của chúng ta thì làm rất là nhanh tay đấy, nhưng mà bạn ấy cứ cái nào cái lá nào thấp thấp là bạn ấy bẻ hết luôn. Mình chỉ cần bẻ những cái lá già đi thôi, chủ yếu là các cái lá già thôi. Còn những cái lá nó vẫn đang bám chặt thì ra beta sinh, số a beta sinh. Tira como tan leve, Maria nhé. Ta về. Chiều Maria làm đã mất công bẻ bẻ luôn ấy. Ta về. Giờ sau đỡ phải bẻ. Bây giờ nhiều nơi họ trồng mía họ chả phải bẻ, họ mà còn để thế họ quấn luôn vào cái thân mía để cho mía sau nó mềm ấy. Mình đây là mình lại còn bẻ. Ờ, mình làm đi cho nó sạch sẽ thôi. Em thấy như vậy nó cũng được mà. Ê, e sa canh come này, canh cotto come Maria này. Eu penso que doença mais não é. Này Maria này, cộng e sa porque não tem tirar tudo já. Encontrar porque na tira. Outro ali também. Đấy, phải đi kiểm soát từng người một để xem tình hình các bạn làm ăn thế nào mọi người. Các vị này tưởng mình đẻ mía ăn này. Để ăn thử cái bệnh này xem nó ngọt không nhé mọi người nhé. Ăn thử cái phần ngọn này xem nó có được ra cái gì không. Chua. Phần phía trên là chua. Đây, bắt đầu ăn phần này. Ngọt ngọt rồi đấy. Ăn cũng được ngọt ngọt đấy. Mọi người xem biểu hiện của thanh niên. Khi mình nhìn thấy bác sĩ đã bẻ một cây ăn rồi. Maria nha, em come essa, e cana duessa. Nào em kìa, comment cana nào nó màu ta bê này. Này, đu em xa này nhá. Các ông thì tưởng tôi bẻ tôi ăn rồi sau các ông cứ vào các ông học tập. Này, comment được đu em xa này, ta bê. Cái mía này kiểu nó đang còn non nên ăn hơi chua. Nó vẫn đang còn bị chua. Có những cây nó bị thối nõn đây này, nhá. Những cây thối nõn này. Cái này anh bẻ nốt này. Xuất hiện những cây nó bị thối nõn này. Canh kết của mẹ. Đây. Đấy thỉnh thoảng có những cây nó bị thối nõn mọi người ạ. Đây những cây này này. Thối nõn. Cái này bẻ luôn đi. Lác đác một vài cây nó bị thối.
Dạ, đi poi cô le tu đu mẹ tê phọt à chứ. Đây. Mọi người xem cái bụi mía này nó to này. Đấy, cây to mật như thế này. Nhìn ngon quá nhỉ. Đấy. Rồi, thế là các bạn đi dọn một vòng như này để cho các bạn ấy dọn hết lá ra, xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu là cho tắp cái mùn vào từng góc một, thế xong rồi chúng ta sẽ nhé mọi người nhé, chúng ta sẽ vun lên nhé, không được nhiều lắm nhỉ. Tôi bốc này ấy tay đấy. Kiểu nó mục nó còn ít thôi đấy, nó ngót lại anh Quyết ạ, không được nhiều. Đấy, đây là các bạn ấy lấy lá với lại bẻ cây nhỏ xong rồi nha mọi người. Bây giờ là các bạn ấy sẽ dọn ra ngoài, các bạn để ở ngoài này. Thế xong bây giờ các bạn ấy sẽ tiến hành lấp đất nhá. Tình hình là mình vừa xem Antonio lấy ở kia ra cũng không có nhiều mùn, thế thôi. Có chỗ nào mà chúng ta bỏ mùn được thì chúng ta sẽ bỏ rồi, còn chỗ nào mà thiếu mùn thì thôi, chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta vun như bình thường nha mọi người nha. Dạ, José Podeja Mete Direi Tu Nucana, yeah. DVD Mete Direi Tu Anli. Smash. Dạ, Ata Bong Masin, dạ. Đấy, thì tất cả cố gắng thì lấy được nhiều phân mục được thì càng tốt mọi người, để cho các bạn ấy cho vào gốc, cái xong rồi sẽ cuốc đất. Cuốc đất để chúng ta sẽ lấp đất vào nhé. Đất thì chúng ta sẽ cuốc ở bên này. Để cho các bạn ấy quen dần với cái phân mục đi. Chứ không thì sau này không có tiền mà lại đợi phân thì không biết là mua ở đâu. Casa của công ty đủ nhé. Mete forza, yeah. Aquí, aquí na fora, so cava na fora, y mete la. Ya. Đấy, ở bên này. Nói chung là cái phân mục thì chúng ta chỉ có một phần thôi mọi người, để đổ một phần phân mục ở, đây, ở kia thôi. Còn ở cái khu vực này thì các bạn ấy sẽ gọi là vun chay thôi. Cava mais, já? Fundo. Para tapar mais, já? Vun vào để cho cái mía này nó khỏe hơn. Ông Nelson ông vun. Nelson vun chỗ này. Mô cái chỗ này chỗ không. Ta bông một Nelson, ta bông Asin, já? Tá bom, assim, tá bom. Nelson vun lại được. Dạ, tudo terra cava aqui lá em cima, não cava na vala aí, já. Nên cái chỗ này nó thưa thưa cho nên là Nelson làm cái chỗ kiểu này được. Đấy, Maria đang tiếp tục bỏ phân mục ở đây nha mọi người nha. Tha hồ cái phân mục này nhưng mà vẫn không đủ. Tất cả những cái chỗ cỏ mà trước các bạn ấy làm, các bạn ấy tấp vào ấy, thế bây giờ là nó mục ra thì chúng ta cứ vậy chúng ta sử dụng thôi. Nói chung là khả năng là cái lượng phân mục chỉ đủ được một nửa thôi. Dạ thầy có hết rồi. Rậm rạp phết nhỉ, đi vào trong vườn mía quay cho mọi người xem nó rậm rạp, cho nên là cũng hơi bị bất tiện. Nói chung là đợt này chúng ta vun gốc mía, thứ nhất là để cho cây mía nó cứng cáp hơn, cái thứ hai nữa là mùa khô nó cũng sắp đến đấy mọi người,
cho nên là phải vun vào để cho cái đất ở gốc mía nó dày hơn, nó không bị khô đất, nó không bị khô ở dưới gốc thì cây mía nó vẫn phát triển được bình thường. Khi mà cái đất ở phía sâu nó ẩm thì nó vẫn hút được chất, vẫn hút được nước nha mọi người nhá. Vì mùa khô ở đây thì nó khô rất là nhanh cái đất mặt bề mặt đấy, cho nên bắt buộc chúng ta vẫn phải vun, kiểu gì cũng vẫn phải vun mía. Vun như thế này Nelson làm khá là khỏe. Nói chung thì Nelson làm thì mỗi khi mà bạn làm việc không chê được, cho nên là mình chỉ có rèn bạn ấy cái tác phong làm việc thôi. Tác phong làm việc với lại là làm sao phải trong làm việc phải có kỷ luật, chứ không thì bạn ấy rượu chè nhiều thì nó không ổn. Nói chung là vẫn phải nắn mọi người, chủ yếu là nắn bạn ấy để cho bạn ấy hoàn thiện thôi. Chứ còn làm việc thì Nelson làm khỏe là ok. Cái này về làm cảnh, trồng làm cảnh ở trong cái bát cảnh nhà mình. Cảnh cọ. Zibo tam bánh tia rà nhá. Các bạn đã Zibo para kì. Maria các bạn, come mua từ phun, em tao cái phải mua từ phò xà. Bánh happy đồ. Đang treo ăn, đây ăn nhiều phun cho nên này giờ chạy rất là khỏe. Aqui tem muito pequeno, você não terá. Como você terá grande para você raspar mais? Tem pau? Sim. Eu já falei, aqui tem pau, foram tirar mais dano. Vem cá! Já tem pau. Coi như là vun như này là ok nhé mọi người nhé. Sắp xong rồi. Là nhìn có sát đây có vẻ rõ hơn này, rõ hơn cái vườn mía này. Cái chỗ đoạn này thì nó trước là trồng nó không bị lên này. Nhưng mà bắt đầu từ đây nhìn, quan sát ruộng mía rất là đẹp mọi người ạ. Nó đã không lên thôi, lên nhìn đẹp tuyệt vời luôn đấy. Những cây mía nhìn nó bụ bẫm nhìn sướng lắm. Chúng ta xem ở bên cạnh cái vườn mía đây mọi người nhìn thấy chỗ này cũng là cái vườn ngô của các bạn cũng lên khá là tốt nha mọi người nha. Đấy, cái vườn ngô ở bên cạnh đây này. Xung quanh cái bao quanh cái vườn mía này là ngô nha mọi người nha. Đi sang tận bên phía bên kia cũng là ngô kìa. Quỳnh quay thế thì không nhìn thấy được. Quay chỗ này đoạn này thôi. Là xung quanh toàn là ngô hết. Nói chung là bao quanh cái vườn mía của các bạn là ngô cả. Bên này sang bên kia ra đường sau ra phía đường. Rồi, nghe này nhìn rõ đúng không? Quay này nhìn rõ. Ngô của các bạn tốt không mọi người? Cỏ rất là sạch.
Lalo va a estar con la que hoy. Es muy profundo, amor. Nhìn từ ngoài vào các bạn ấy là mình không có nhìn rõ người đâu mọi người. Lớp người lên tốt này, lớp này người. Você está trabalhando como não está com mé? Đấy mọi người nha, tình hình là như thế thôi. Vườn mía là coi như là vun như thế là xong, ok hết rồi. Chỗ này nữa trông cũng khá là đẹp đây này. Tất cả là gần như là các bạn ấy bỏ phân gọi là gần đủ, chỉ thiếu một tí nữa thôi mọi người. Chỗ cái phân mục kia là bỏ như gần đủ luôn, là chỉ gần thiếu có một khoảng tầm một hàng nữa thôi. Mình lúc đầu mình nghĩ là chỉ được một nửa, nhưng mà cuối cùng các bạn đi lọc ở kia ra là khá là tương đối. Sa strumbu senti como? Ah, senti bem. Senti bem? Bem como? Senti porque nós a Maria tirou o strumbu daí onde o Antônio estava tirado para pôr na barra, para meter na cana, para cana ficar com mais força. Não tá bem, não sabe ele que força ou não, vamos ver ainda. Não, mas vai ter força. Vai ter força? Como você sabe vai força? Porque ela já tá boa. Com mais estrumo e juntar a terra, então vai ficar mais bom. Nada, você ainda não vê ele mais boa ou não boa. Você também sabe boa, mas por que eu não falava ninguém fazer? Não, nós estávamos para fazer, mas de uma outra forma. Thank you, que depois que tenta fazer trumbo para meter tudo plantação aqui. Causa de que você também não aguenta comprar que do adubo. Causa que é muito caro aqui, adubo. É caro e também não é muito bom utilizar na terra, porque sim, a terra estraga. Sim. Quando que usa aquele adubo muito vai estragar a terra. Antônio cũng biết là sẽ nếu mà sử dụng phân hóa học nhiều thì đất nó cũng hỏng đấy mọi người ạ. Nên là tốt nhất là sử dụng cái phân mục, phân chuồng là phân hữu cơ là ok nhất đấy. Tá bom, sabia assim, tá bom. Pode isso tentar fazer que essa tipo strumbo. Sim, vamos sempre começar a fazer. Yeah. Ok, thế nha mọi người nha, tình hình thế nha. Xin chào mọi người nha, bye bye cả nhà, chào thật. Ok, tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Đi về nha, bye bye. Dạ, tên ta các bà ra phá ra, ta xin tâm bầu. Dạ. Rồi, đi về thôi, đi về thôi.